Xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì máy móc Minh Chí xin phép được giới thiệu cho anh em một cái dòng súng khoan pin bằng tay của thương hiệu Asake. Đây là một trong những cái dòng sản phẩm đầu kẹp 13 ly có búa dành cho những anh em nào chúng ta khoan tường ở trong môi trường công việc của mình. Thì cái dòng súng khoan pin của Asake này có những cái thông số như thế nào? Bên mình xin phép được review chi tiết và cũng như là báo giá cho anh em cái dòng sản phẩm này. Đầu tiên thì cái dòng sản phẩm khoan pin của Asake, thì sản phẩm này là một trong những cái sản phẩm made in Việt Nam. Anh em có nhìn thấy không ạ? Đây, tôi sẽ zoom gần để cho anh em nhìn thấy. Sản phẩm made in Việt Nam, 0 cho đến 850 cho đến 2200 vòng trên 1 phút. Đấy. Sản phẩm này thì kẹp được đầu 13mm là cái đầu lớn nhất, 45 cho đến 95 Newton Asake, anh em nhìn thấy chưa? Hàng này thì hàng rất là chất lượng, 810 cho đến 2000 vòng trên 1 phút. Ui, Asake 183. Đây là cái đầu thương hiệu của Asake. Thì sản phẩm này nhiều anh em đang hỏi bên máy móc Minh Chí rất là nhiều, có cái dòng nào mà nó trên cái dòng rẻ tiền một chút mà lại giá nó cũng không được cao quá, thì cái dòng Asake này đáp ứng đầy đủ được những cái yếu tố đấy. Anh em có thể thấy là tôi thao tác rất là chắc chắn. Thì cái đầu này thì anh em chúng ta không còn xa lạ gì rồi. Bên mình thì chuyên bán những cái dòng khoan tường thì có dòng 12V và dòng 21V. Đấy, thì cái dòng Asake này là một trong những cái dòng 21V đầu kẹp 13mm mà rất là chất lượng. Giá của sản phẩm này thì bao gồm là một thân máy này, hai pin, một sạc, một vali, thì sẽ là 1.499.000, là giá chưa bao ship về tận nhà cho anh em. Mẫu sản phẩm này là hàng của Việt Nam và rất là chất lượng. Thân máy bảo hành 6 tháng, pin cũng bảo hành 6 tháng cho tất cả anh em, để cho anh em chúng ta yên tâm sử dụng. Hai pin, một sạc, một thân máy anh em nhé. Đấy, anh em chúng ta còn hoàn toàn có thể yên tâm. Ở cái phía tay cầm này thì nhà sản xuất người ta làm một lớp cao su rất là chắc chắn. Left right thì chúng ta vẫn chỉnh ở bên này thôi. Đầu kẹp thì chúng ta, anh em là quá không còn xa lạ gì những cái dòng kẹp này rồi đúng không? Đầu kẹp 13 ly và có búa luôn. Sản phẩm này thì chắc chắn là sẽ phục vụ trong những cái công việc gara sửa chữa, hoặc những anh em chúng ta đi công trường. Đấy, phục vụ trong công việc anh em làm điện lạnh, thợ sửa chữa nói chung. Thì cái dòng sản phẩm thương hiệu của Asake này quá là chất lượng luôn. Không cần phải nói nhiều, nếu mà anh em là thợ thì anh em sẽ cảm nhận được thôi. Anh em nhìn thấy tiếng gió ra chưa này? Đây nhá. Sản phẩm này thì rất là chất lượng và do thương hiệu Asake ở thị trường Việt Nam sản xuất. Mình xin nhắc lại giá của sản phẩm 2 pin, 1 sạc, 1 thân máy, 1.499.000. Thân máy và pin thì đều bảo hành 6 tháng cho tất cả anh em. Sản phẩm này thì ship hàng đến tận nhà cho anh em xem hàng, kiểm tra hàng, thử hàng thoải mái rồi mới thanh toán tiền. Giá 1.499.000 là giá cập nhập ở tại cái thời điểm là ngày 17 tháng 9 năm 2022. Sau này nếu như mà giá có thay đổi hoặc là có thể là đi lên hoặc đi xuống thì tôi sẽ báo giá sau cho anh em. Nhưng mà giá thời điểm hiện tại là vào ngày 17 tháng 9 năm 2022 là 1.499.000 và chưa bao gồm tiền ship anh em nhé. Sản phẩm này thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm về cái chất lượng của Asake. Đầu kẹp này thì có búa 13mm và các cái thông số của sản phẩm thì tôi đã review cho anh em rồi. Hai pin, một sạc, một thân máy, bảo hành 6 tháng, bao ship cho tất cả anh em. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với cả mình nhé. Như vậy là tôi đã hoàn thành báo giá đa phần các cái dòng của Asake, ví dụ như là 1/2, 3/4. Anh em chú ý theo dõi thì thương hiệu của Asake còn rất là nhiều, thì tôi sẽ review dần dần cho tất cả anh em. Hôm nay tôi sẽ review con khoan này rồi, sau này tôi sẽ review các cái khoan 12V nhỏ hơn anh em ạ. Và con này là con khoan đầu kẹp 13 ly 21V anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với cả bên mình. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
Mọi chi tiết đặt hàng, anh em có thể liên hệ với cả bên mình qua website là maymocminhchi.com hoặc là minhchimaymoc.com. Các cái trang thương mại điện tử như là Shopee, Sendor, Lazada, Fanpage cũng như là YouTube của bên mình là Máy Móc Minh Trí. Thì mình sẽ để những cái link liên hệ ở ngay dưới phần video cũng như là bài viết sản phẩm để cho anh em chúng ta thuận tiện liên hệ đặt hàng. Ngoài ra thì Zalo của bên Máy Móc Minh Trí là 0915 498 666 hoặc là 0978 390 231. Các bạn có thể liên hệ để hỏi về lịch trình của sản phẩm cũng như là hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Ngoài ra thì bên mình có để thêm một cái link QR Zalo OA ở bên góc phải màn hình để cho anh em chúng ta phòng trường hợp nếu mà không liên lạc được các cái kênh chăm sóc khách hàng của bên Máy Móc Minh Trí thì các bạn có thể là quét cái mã Zalo QR OA để đến với nhân viên chăm sóc khách hàng một cách nhanh nhất. Các cái dòng sản phẩm của bên Máy Móc Minh Trí thì đều được bảo hành đầy đủ theo các cái chế độ hậu mãi của đại lý, và sản phẩm thì ship hàng toàn quốc đến nơi anh em chúng ta xem hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền tại nhà luôn để cho anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Và cuối cùng, một cái thông tin mà anh em chúng ta cần phải lưu ý đấy chính là các cái dòng sản phẩm của bên mình khi update giá ở trên YouTube hoặc là trên các cái ảnh của sản phẩm thì giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm. Cái giá thay đổi này nó đến từ rất là nhiều yếu tố, có thể là do lạm phát, hoặc là có thể là do chi phí vận chuyển tăng lên, hoặc là do đại lý tăng giá hoặc là giảm giá. Thì để chi tiết nhất, các bạn có thể là ép Zalo hoặc là liên hệ với cả các cái link chăm sóc khách hàng của bên mình để hỏi về bảng giá chi tiết anh em nhé. Cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ Máy Móc Minh Trí, và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé.